70.000 ký cả cơm xăng. Ừ, nhìn con có cơm này, 70.000 ký. Anh nào mà muốn săn rạn thì để ra mua ngay, mua về tôi ướp để tạm đi, lúc nào đi rạn là ta đi tùm lum tà la đó. Ừ, trời ơi, con gái cá nó vừa sai dễ sợ luôn. Rồi, ngâm nước muối nửa tiếng nha mọi người, xong rồi rải ra trong cái nong này gì đó, xong rồi để chỗ nào cho nó thoáng một chút để cho nó se se lại nha, cho nó dai, cho nó dai. Nhưng mà đừng có phơi nắng, phơi nắng nó mất cái, nó mất cái phấn rồi, nó mất cái ánh, ánh xanh xanh của con cá đi á, nó ngon. Nè, đó. Ngon không? Không có bể chút nào nha. Sau bỏ vô hộp, cất ở trong tủ đông để dành câu. Cá cơm làm vậy thôi. Đảm bảo đi săn rạn thì thôi á, bào luôn á.